Hey mọi người, hôm nay mình sẽ làm món bò nướng BBQ tại nhà nha. Và mình đã chuẩn bị nguyên liệu sẵn bao gồm có gù bò và ba chỉ bò nè. Ăn món nướng thì không phải thiếu rau và nấm. Còn bây giờ mình sẽ qua cái phần chuẩn bị cái xốp để ướp thịt bò. Cái xốp này mình mua dạng đóng gói sẵn á. Về mình biến tấu lại theo cái khẩu vị của mình. Mình cho vào đây thêm ớt và chanh, tăng độ cay hơn thì mình cho thêm tương ớt nữa. Cái mùi xốp rất là thơm luôn nha. Còn đây là bò ướp tôi bên Mr. T. Đầu tiên là mình khá ấn tượng với bao bì, hộp đóng gói bên đây. Đồ đẹp mắt, đóng gói khá là kỹ luôn. Và điều đặc biệt nhìn vào là thấy rõ phần bò. Thịt bò ướp tươi ngon muốn ăn liền luôn á. Bò ướp nhập nguyên con cho Tết ngon trọn vị nữa nha. Và mình đã chuẩn bị xong các nguyên liệu rồi. Bây giờ mình sẽ cuốn ba chỉ bò với nấm kim châm. Mình là một đứa con xa nhà, Tết đến là dịp được đoàn tụ đủ mặt các thành viên trong gia đình. Và món thịt kho truyền thống mang ý nghĩa rồi, nhưng mà lâu năm cũng có phần hơi nhàm chán một tí xíu, nên thông thường cả nhà mình hay làm thêm một hai món khác để đổi vị á. Đặc biệt là BBQ, cả nhà cùng nhau quay quần, vừa nói chuyện nè, hỏi thăm quan tâm nhau, vừa nướng vừa hưởng thức cái món ăn, còn gì vui bằng đúng không? Mình ướp bò xong mình để trong vòng 15 phút rồi mình hãy nướng nha. Như vậy cái sốt đó hấm tàu ăn sẽ rất là ngon luôn. Vì chứ các món BBQ là mình rất là mê. Mình quét một lớp dầu mỏng rồi mình cho lên mình nướng. Mình có thể nướng bằng bếp hay là nướng bằng nồi chiên cũng được luôn. Vừa nướng vừa ăn như vậy sẽ rất là ngon nha mọi người. Công nhận bò hôm nay mình ướp vừa ăn ghê luôn. Bò thì mềm, ăn vào tay nhanh trong miệng. Đặc biệt cái ba chỉ này tuy có mỡ nhưng ăn không hề bị ngán. Cái này mà nhúng lậu nữa là bái cháy luôn á. Ta nói Tết đến nơi rồi, mới có thời gian hạn máy trí cốt, kiểu lớn hết trơn rồi, đứa nào đứa nấy cũng có công việc và các vướng bận cuộc sống khác nhau. Chỉ có dịp cận Tết mỗi năm là đủ mặt thôi. Ngồi lại với nhau cùng ăn tiệc nướng và hồi niệm về cái thời sinh viên. Hồi đó Tết á, cả đám chắc chiêu từng đồng nè để dành dụm về ăn Tết với gia đình. Nhìn người người nhà nhà ăn BBQ mà cả đám ta nói nó thèm. Rồi tự hứa với nhau sau này làm ăn kiếm được tiền thì tha hồ. Năm nào cận Tết tụi mình cũng tụ họp lại vừa ăn vừa hồi tưởng là một thời đã qua. Còn mọi người mỗi khi tụ họp bạn bè thì ăn gì nè, comment cho Kim biết với nha. À quên nữa, nhân dịp cận Tết Kim cùng Mr. T Bill gửi lời chúc tốt lành đến tất cả mọi người. Mọi người cùng những người thân yêu cùng nhau hưởng thức bò ốc nhập nguyên coi cho Tết ngon trọn vị nha. Và bò mình để trong tiểu sử, cần thì ra TikTok tiểu sử của mình nè.